Hey yo, hello cho mọi người. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay lúc mà mình đang ngồi ăn cơm các bạn, cái tự nhiên mình suy nghĩ ra là ví dụ như Titan TV Man đối đầu với con Astro Toilet thì con là con giành chiến thắng. Cái mình không trả lời được câu hỏi đó các bạn, cho nên ngày hôm nay quyết định là mình sẽ làm một cái video triệu hồi Titan TV Man đối đầu với lại Astro Toilet nha các bạn nha. Để xem coi liệu con nào sẽ là con giành chiến thắng nha các bạn, cũng như là cho những tên tình khác đối đầu luôn nha các bạn. Nên là ngay bây giờ mong các bạn nhớ lại cho video này một nút like để ủng hộ Gen Z làm tiếp nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký dưới nha các bạn nha. Hiện tại là kênh Gen Z TV đã đạt được là 300.000 người đăng ký rồi, mong là các bạn giúp cho kênh của mình lên 400.000 người đăng ký nha các bạn. Còn bây giờ thì let's go về guys nhá. Ngày hôm nay là có những nhân vật trong đây nè các bạn. À, để xem coi là liệu trong ba tên tình này Titan nào sẽ là cái Titan mạnh nhất nha các bạn nha. Ok. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho Titan Cameraman đối đầu với lại cái con Skibidi Toilet Mafia. Vô. Nào để coi ai mạnh hơn nè. Vô đây. Ủa vậy không có lộn á. À ra đây. Con Mafia nó nản đến mức mạnh, nó yếu đến mức mạnh, không thèm quan tâm luôn. Ảnh không thèm quan tâm luôn các bạn ơi. Ủa là sao vậy cha nội? Cái gì vậy? Nó yếu đến mức mà ảnh không thèm quan tâm luôn các bạn. Mày hả mày? Rồi ok. Không công nhận nó yếu thiệt các bạn ơi. Ảnh quơ một cái là nó chết mất tiêu rồi. Ok rồi bây giờ mình sẽ kêu ảnh nha các bạn nha. Mình sẽ đến với Titan Speakerman nha các bạn. Ủa dễ. Từ. Rồi tiếp tục Titan Speakerman tới đây anh ơi. À, rồi đây là con Mafia dành cho anh đây. Mày hả mày? Bắn nó anh ơi. Mày quá dữ luôn. Anh đang ba vòng vòng và anh bắn nó các bạn ơi. Và anh nhảy đằng sau lưng anh bắn như điên nào. Trời ơi quá dữ. Oh my god. Wow. Nhảy múa như điên, đúng là Titan Speakerman, nhưng mà anh quỳ mất máu rất là nhiều nha các bạn nha. Chứng tỏ là anh cũng không quá mạnh đâu ha. Rồi tiếp tục Titan TV Man. Một màn đêm u tối xuất hiện và Mafia ra đây anh biểu. Ok ra liền. Đấy, ra cho anh biểu. Thôi. Một cái đâm lên là chết liền tại chỗ nha các bạn. Quá đơn giản với Titan TV Man nha các bạn nha. Nice. Rồi cái con Mafia này lỏ lên đây. Bây giờ sẽ là con Astro UFO nha. Rồi con này căng nè. Rồi vô nè. Trời, trận này căng nha các bạn. Con UFO này mạnh đó nha, không giỡn được đâu nha. Rồi Titan Cameraman sẽ làm gì đây? Anh ấy đang làm ngơ và choáng. Anh một cái chết luôn. Ông mạnh điên. Oh my god, Titan Speakerman thì sao đây? Rồi vô Titan Speakerman, liệu anh ấy làm được gì đây? Wow, Titan Speakerman giết trong vòng một nút nhạc luôn các bạn ơi. Ủa vậy con UFO này nó yếu gì luôn hả? Sao nếu như vậy thì Titan TV Man mình nghĩ là chắc cũng nhanh gọn lẹ thôi các bạn ơi. Đây mình nghĩ Titan TV Man chắc cũng nhanh gọn lẹ à. Nhìn nè, nhìn vô thử nha. Mày kêu thằng anh này ra đây tao hiểu. Lúc mà anh chém là hai con mắt của anh ngang ngang, cái miệng anh ngang ngang, kiểu quá đơn giản với anh hay gì đó các bạn. Oh my god. Ok rồi con UFO lỏ luôn. Bây giờ sẽ là con Astro phiên bản anh nè. Đây con này mới mạnh nha. Rồi vô Titan Cameraman quất nó đi anh. Trời, ông tới rồi, Titan TV Man tới rồi, Titan Cameraman tới rồi bạn ơi. Rồi vô, quýnh hả. Mày quýnh ăn một búa không chết. Ăn hai búa mới chết nha các bạn nha. Và ảnh bật luôn tiêu nguyên tử. À nhưng mà ảnh tắt rồi các bạn ơi. Có vẻ như là ảnh bật lỡ các bạn. Tưởng nó mạnh cho nên là ổng bật, nhưng mà sau đó thì nó chết rồi, bận chi nữa. Rồi hay mình nghĩ con này nó cũng quá yếu rồi. Titan Speakerman mình nghĩ cũng chắc cũng cân được thôi à các bạn. Nè như này nó vừa bay vừa bắn luôn các bạn. Lúc mà anh đang ở trên trời là anh đã bắn rồi nha. Ghê. Titan Speakerman có vẻ đang hơi bị thua thiệt nha các bạn ơi. Bay vòng tới các bạn, trời bay như phim luôn. Oh my god. Bay như phim vòng cong luôn. Ok và anh cũng đã giành chiến thắng nha. Được. Ok. Vậy cuối cùng Titan TV Man thì sao? Mình nghĩ thì chắc là búng tay một cái là tiêu luôn. Rồi đâu coi thử ai. Nào bên đây búng luôn cái đi anh. Chém nó anh ơi. Trời ơi, ảnh làm cái khuôn mặt đó được kìa. Quá đơn giản với đại ca.
À mà mình cũng quên mất là cái con này cũng chỉ là một cái con Astro phiên bản cũ thôi. Còn cái con Astro phiên bản mới thì hình như là vẫn chưa có các bạn. Vẫn chưa có nha các bạn nha. Để mình kêu mấy đứa bạn của mình nó làm cái đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ông tiến sĩ khi mà đối đầu với lại ba Titan sẽ như thế nào. Nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra thì đến với chương trình câu hỏi hack não cho video bớt phần căng thẳng nha. Rồi qua bên đây. Nghe bây giờ mình đọc câu hack não cho các bạn nghe, các bạn trả lời giúp cho mình nha. Rồi, đây 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 đây. Let's go baby. Câu hỏi hack não của mình trong ngày hôm nay đó chính là Titan TV Man bị toilet nào phá bể màn hình trên vai? Câu A, Astro toilet. Câu B, UFO toilet. Câu C, G-Man toilet. Và câu D là tên lửa toilet nha các bạn nha, là cái con bắn tên lửa. Các bạn hãy trả lời câu hỏi bằng cách bình luận ở dưới video này nha. Trời ơi, dễ không? Quá dễ. Cái câu này mà bạn ngồi đó coi Skibidi toilet thì chắc chắn là sẽ trả lời được nha các bạn nha. Nhưng mà trong này có câu hỏi lừa đó, cho nên là nhớ tập trung kỹ trước khi trả lời nha. Đọc lại cho nghe lần nữa nè. Titan TV Man bị toilet nào phá bể màn hình bên trên bên tay trái nha, bên trên vai, ở trên vai bên trái vậy nè, chỗ này nè. Rồi câu A, Astro toilet. Câu B, UFO toilet. Câu C, G-Man toilet. Và câu D, tên lửa toilet nha các bạn. Rồi các bạn bình luận A, B, C hoặc là D ở phía dưới nha. Bạn nào bình luận đúng mình sẽ thả tim cho. Câu trả lời sẽ có ở cuối video. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Rồi, tiến sĩ ra đây. Ghê vậy sao? Titan cameraman xuống đây anh ơi. Ôi kìa, ông đáp cánh kìa. Tới nơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến giữa tiến sĩ và Titan cameraman. Liệu ai sẽ là người mạnh hơn đây? Mày ăn cái búa nè. 2 cái, 3 cái, quýnh thêm 4 cái. Trời, 5 cái. Trời. Hold up, wait a minute. Thấy chưa? Khi mà Titan cameraman vẫn còn cây búa là ông tiến sĩ là không có cửa nha các bạn nha. Lấy cây búa đập là bum 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 bum. Chippy 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 chapa 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 chapa. Ảnh đập như con luôn. Này khi mà ảnh có hiệu ứng ảnh chết á, nhìn ảnh đẹp lắm nhìn nè. Đó. Rớt cái tay ra ngoài. Wow. Và nâng cấp lên nha các bạn nha. Wow, hiệu ứng đẹp quá các bạn. Ô lụm lên gắn vô luôn kìa. Xịn đi cái chứ, tôi thằng bạn mà nó làm hay quá ta. Wow. Ê, thử cái này mà đối đầu với lại tên tiến sĩ còn sao các bạn. Ôi cái này nhìn đẹp ghê luôn các bạn, nhìn đúng đẹp luôn á. Đâu đâu thử. Để mình coi coi hình dạng này của ảnh mà đối đầu với tên tiến sĩ sẽ như thế nào nha các bạn nha. Ồ ghê. Ảnh đang tấn công bằng tay trái các bạn à, ảnh không tấn công bằng tay phải. Ảnh dùng tay trái. Ủa ảnh không. Ảnh đang dùng cái người ảnh hút hút ra đằng trước rồi chứ ảnh không có quýnh được ổng. Và ảnh tiếp tục vô bệnh viện rồi. Quầy quá ở đây ổng. Ổng nằm luôn rồi các bạn ơi. Vậy là chứng tỏ là Titan cameraman mà không có cây búa mà cũng không có mạnh đâu nghe các bạn nghe. Rồi tiếp tục. Titan speakerman đối đầu với lại tên tiến sĩ nào? Tên speakerman ơi, cố lên đại ca. Đại ca trên trời bay xuống và quất ổng đi đại ca. Đó bay quất rồi đó, như phim công an quá dữ luôn. Giờ quýnh gì mới nhạc nghe mới hay. Nothing ever. Nâng cấp. Từ từ, nâng cấp. Đang nâng cấp các bạn ơi. Wow, let's go. Nâng cấp thiệt kìa, ngậu chưa. Quýnh tiếp. Nâng cấp xong rồi quýnh tiếp. Ê, quýnh tiếp. Ừ, quýnh tiếp các bạn ơi. Trời quá dữ luôn. Qua chỗ anh ngồi anh bắn rồi bạn. Ủa, bắn tùm lum luôn kìa. Oh my god. Tình bạn ơi. Ê, anh dùng tuyệt chiêu bay lên trời bắn đi. Dùng tuyệt chiêu bay lên trời đi. Trời, anh không thèm bay lên trời luôn các bạn ơi. Rất là ngầu. Khi ảnh dưới xong con tiến sĩ ảnh làm vậy nè. Quá dễ, có nghĩa là bắt đầu ông tiến sĩ con gái nha các bạn. Quá hay. Titan speakerman của. Ê yo. Oh my god. Và ảnh đã gục rồi các bạn à. Tiếp theo Titan TV Man đối đầu với tiến sĩ cho tụi em coi nào. Let's go. Hai bóng đen xuất hiện. Trời ơi. Bóng đen của Titan TV Man thì có điện, nhưng mà của tiến sĩ thì không có nha các bạn nha. Hàng pha ke mà. Mày pha ke tao. Mày dám hàng nhái tao. Mày dám hàng nhái tao mày. Trời mày chết luôn. Mày hàng nhái tao. Titan cameraman thì lấy búa đập Titan TV Man thì cứ xen. Giống như là thái thịt bò nha các bạn. Oh my god. Titan TV Man mạnh quá à. Sao mạnh dưới trời. Rồi bây giờ sẽ qua thằng G-Man nha. Đây là G-Man cấp 8 nha các bạn. Dường như là nãy giờ là không có Titan nào thua đâu nha các bạn nha. Ok rồi. G-Man cấp 8 khá mạnh đấy. Titan cameraman tới trước. Vô đây thằng em. Thằng em này vô đây mày.
mày tưởng mày ngon hả? Mày tưởng mày ngon? Mày tưởng mày ngon không? Mày ngon không? Mày ngon mày mày mày, mày ngon bằng tao không? Mày chụp chết luôn, chết luôn. Vứt nó đi anh, vứt đi. Mày tưởng mày ngon hả mày? Lì. Ô thằng Zeman vẫn còn thêm một mạng nữa các bạn, hai mạng lận. No god please no. 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 Thằng Zeman này mạnh nha. Rồi hai mạng cũng bị cây búa đập cho vỡ mồm. Ok, let's go baby. Hai mạng thì cũng như không tao mới ý ơi, tại vì anh đã quá mạnh rồi. Trời ơi, đỉnh thì cái chim. Rồi tiếp tục là thằng Speakerman và G-Man nào. Rồi, vô. Có vẻ là nghe thằng Speakerman đang hơi bị thua thiệt các bạn ơi, giờ mình nghĩ là anh sẽ chuẩn bị chết rồi đó. Ui, anh nhảy anh bắn kìa. Và thanh máu của anh đang bị giảm đi rất là nhiều luôn các bạn ơi. Anh đang bay đi né đòn các bạn à. Nhưng mà cho dù né tất như thế nào thì anh cũng sẽ lên đường. Oh my god, mấy bài trực thăng đang tới. Rồi, đợi xíu ta nâng cấp cái coi. Ok, đợi cho anh nâng cấp cái đã. Rồi chú em muốn gì tính sao. Rồi, anh được nâng cấp thành công rồi đây. Chú em vô, bây giờ anh đã có súng trên tay rồi nè. Quất mày. Bắn nó anh, bắn nó. Mày bắn mày chết luôn. Là hết sức dạng, hết sức nhập. Bắn. Ok, cùng nhau coi thanh máu các bạn ơi. Và Zeman là người bị mất máu nhiều hơn. Trời, ghê chưa. Zeman sẽ chuẩn bị chuyển qua mạng thứ 2. Và chuyển qua mạng thứ 2 rồi các bạn ơi. Bắt đầu. Cố lên Speakerman ơi, đừng thua nha. Và Speakerman là người giành chiến thắng. Let's go. Tí nữa thua rồi đó các bạn. Ôi, hên. Tí nữa là chết rồi đó nghe. Mà công nhận tên Speakerman chết nhìn ảnh tội nghiệp thì cái chứ kiểu súng đồ nó rã ra ngoài hết các bạn à. Ok, vậy là team chúng ta vẫn giành chiến thắng nha. Rồi bây giờ thì hãy gọi vị thần tới đây. Titan TV Man. Trời, thằng G-Man kiếp này coi như bỏ rồi. Hết cứu. Giết nó, mày sao? Tao cho mày ăn thái thịt bò nè. Mày hai mạng không? Mày thích hai mạng không? Tao quýnh mày luôn, tao không cần tách cái đàn hình ra. Không cần tách cái đầu ra luôn các bạn mà vẫn xuyên. Trời, mình nghĩ là khi nào mà anh đối đầu với nhiều đối thủ thì anh mới tách cái màn hình ra thôi nha các bạn nha. Vậy là chứng tỏ là hiện tại các Titan của chúng ta thực sự rất là mạnh nha các bạn. Một Titan là đủ để có thể cân được những cái con khác rồi các bạn à. Wow, và đây chính là ba Titan của chúng ta, Titan TV Man, Cameraman và Speaker Man nha các bạn. Các bạn thích nhất Titan nào nghe bây giờ hãy bình luận phía dưới cho anh biết nha. Video tới đây thì cũng đã phải kết thúc rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình, nhớ lại cho video một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Và ngay bây giờ mình trả lời cho các bạn nghe câu hát não của mình trong ngày hôm nay. Titan TV Man bị toilet nào phá bể màn hình trên vai? Đó chính là con câu không có đâu. Câu không có luôn. Câu D, tên lửa toilet nha các bạn. Là cái màn hình nó đang bay bị tên lửa bắn vô cái đùng cái là màn hình nó bị nứt ra, thế cho nên ảnh quay trở lại gắn vô nha các bạn nha. Bạn nào nhận ngôi D mình sẽ thả tim cho. Còn bây giờ thì video đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Bye bye.